Ok, thì hôm bữa có vài bạn hỏi mình là một ngày mình đi bay mình sẽ mang theo những gì, và bây giờ mình sẽ trả lời câu hỏi đó. Thì bây giờ mình đang ở trên một cái racetrack, mình đã bay khoảng hơn 15 cục rồi. Đầu tiên đó là ba lô đựng quạt đó, thì ba lô hiệp trên trên ba lô mình có khoảng 3 tới 4 con quạt. Tất nhiên thứ thiết yếu mình cần mang đi đó chính là quạt. Thứ nhất TX và kính. Rồi kính thì có gì, kính thì các bạn cũng biết rồi ha. Sau đó là pin, tất nhiên là pin. Ok, thì đó là những thứ mà bạn cần để bạn có thể bay. Để mà có thể bay một ngày lâu như mình có thể bay từ sáng tới chiều được á, là mình cần có một cái bộ sạc on field, cái một bộ sạc mang theo và một cái bộ nguồn nữa. Thì là mình có setup là 3 cục pin 10.000 mAh 4S để cấp nguồn cho một cục sạc ISDT. Cái này là ISDT Q6. Thì đó mình ra một cái parallel board 6 cục, mình sạc một lần 6 cục. Thì lần này là lần sạc thứ hai của mình rồi. Thì mình thích cái Q6 này so với lại cái 608 là tại vì cái Q6 này có thể sạc dòng cao hơn bình thường, nó có thể sạc lên đến 14A. Thì bây giờ mình chỉ sạc ở 13A thôi, thì trung bình khoảng 2 phẩy mấy volt cho một cục. Và mình chỉ cần chờ khoảng cỡ chừng 1 tiếng là mình có thể có pin đầy mình bay tiếp rồi. Mình đã vừa thiết kế xong một cái GoPro mount cho con Mighty Penguin. Chút nữa mình sẽ chiếu cho video cho các bạn coi. Một ngày nào đó em sẽ nhận ra những lời anh nói. Mong là vào lúc đó em đang nằm trên giường bệnh chăn trối. Ở 20 tuổi anh mong em không thể ăn được một lúc đói. Mong em chết vì bầy và tim quả báo em khi tim anh nhói. Man, I hope you have a good thing inside, I don't know. Don't let the karma hit you when you heading out the door. I got $100 and they all including you. But I love you, I don't and just sorry. Bet you lied that I was blind, but I could see through your bullshit and your lies. Anh mang con tim trên tay, trao em cho em được thấy. Hoặc trao con tim bằng giấy, phút chốc làm em quên ngay. Có lẽ lần đầu như vậy, và anh chúc em hạnh phúc. Từng xa tôi anh lên mây, em luôn anh sẽ nơi mà em được tạo ra với bao nhiêu xảo trá. Em là cáo già virus tạo hóa. Sống của em là những thứ anh trao ra, lời nói em bao la và sắc mùi cao nấu. Đừng lo lắng gì cả, anh tưởng em nói thằng đó là bạn thân. Anh tưởng em nói rằng nó là anh cả. Anh đâu biết gu của em là loại quân. Em mà em không bao giờ tự tin vào quả báo. Anh trong mắt trời của em nhìn ra sao. Em ơi bị láo ông táo sẽ bẻ răng. Em có bao giờ nghe thấy câu ca dao. Anh đâu hề thấy làn da em màu đỏ. Cái đuôi hình mũi tên cặp sừng của con dê. Nói diêm vương chờ sẵn em một chỗ. Cái ngày em quay về. How did you do this? Do what? Your arm. Oh, this one? Because I fell off my skateboard. Why? I ride it when I'm drunk. I'm eating. Yeah, I know. Be like Tung.